Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn là một cặp vỏ lo Mỹ nha quý vị và các bạn. Vỏ lo full. Rồi một cặp loa Dolby Edition 25, dòng này thì dòng nghe nhạc nè. Rồi bộ phân tần và cặp loa Pioneer bên trong thì em Việt sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá từ sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn để quý vị nghiên cứu tham khảo nha. Rồi đầu tiên em Việt sẽ đo kích thước của đôi Dustin Citizen. Ngang 36, sâu. Ngang 36, sâu 29. Ngang 36, sâu 29 và cao là 81,5, cao 81,5. Cặp Dustin Citizen này thì nghe nhạc thì nó thuộc về dòng huyền thoại quý vị và các bạn. Nó đứng ngang tầm với những cái dòng như là Tannoy hay là Antes Lansin. Rồi về phần lưới dây căng thì lưới cực đẹp luôn đó, tấm lưới là đẹp keng, không lủng không gách ha, không lủng không gách. Rồi về phần các tiếng loa thì quý vị và các bạn, đây là một cái dòng loa cổ ha, dòng loa cổ thì người ta sản xuất đã mấy chục năm rồi đó. Thì đương nhiên những cái dòng loa cổ này thì như dòng loa AR đồ này nọ đó quý vị và các bạn, nhìn nó rất là xấu, rất là bẩn. Tuy nhiên âm thanh của nó rất là hay, đặc biệt là như vậy. Bass 30 màng giấy tẩm dầu, màng giấy tẩm dầu nha, và gân này là gân cao su ở vị của các bạn. Tất cả là đẹp hết, tức là màng giấy không gách, không nứt, không gì hết ha. Thì cái màng giấy này nè là cái dầu này nó ướt nhẹp à, thì lâu ngày bụi thì nó cứ rớt và nó bám ở phía dưới này thôi. Còn phía trên này thì nó không có bám nè quý vị các bạn. Đó. Rồi. Cặp loa này thì là cái dòng đời đầu cho nên cái tiếng nó rất là hay. Mình thấy cái mặt nó đen đen vậy đó, nhưng tiếng hay lắm. Nhiều anh em thích cái mặt vàng nhưng mà mình đã nghe mặt vàng và mặt đen rồi thì mình đánh giá cái mặt đen này cái tiếng bass nó mềm mịn sâu hơn, nghe dễ chịu hơn rất là nhiều so với cái dòng mặt vàng. Bass 30 nha quý vị và các bạn. Dòng này thì nghe đa thể loại dòng nhạc, nhất là dòng nhạc vàng Bolero á. Quý vị và các bạn ghép với Ludman thì hết thuốc luôn. Nghe hoài không chán luôn quý vị và các bạn. Mình nghe nó du dương, nó sao á, nói chung là nó đã lắm. Tiếng bass thì nó rất là sâu. Rất là sâu, rất là mịn luôn, xuống rất là sâu luôn. Cái âm bass á. Chứ không phải quýnh mà phình 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 cạn hiệu đâu nha. Mấy con này tiếng bass nó sâu lắm. Nó mềm mà nó sâu lắm. Đây. Góc cạnh ở phía sau. Con này thì góc cạnh cực kỳ đẹp luôn và chở kháng là từ 4 cho đến 8 ohm. Thì có âm đi 4 ohm đánh cũng được, 8 ohm đánh cũng được. Thùng thì bao đẹp, theo dạng hàng bãi không tút tát nha. Thùng không bể nở, chày chút đỉnh thì có. Cặp này trên thị trường thì anh em bán khoảng 21 22 triệu là giá của thị trường. Thì quý vị và các bạn cứ lên Google search thì mình biết giá ngay thôi, chứ ở đây em Việt không có nói khơi khơi. Giá cả trên thị trường thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi. Rồi hàng bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Và cái cặp này em Việt bán cho quý vị và các bạn với cái mức giá là chuyển khoản đủ thì 18 triệu đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn nếu quý vị nào mà muốn đặt cọc nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả trong video này, thanh toán tiền thì cọc cho mình 2 triệu thì mình sẽ bán cho quý vị và các bạn với cái giá là 19 triệu đồng đó. Thì bao quý vị, bao thợ thầy kiểm tra. Em Việt có một cặp vỏ Mỹ quý vị và các bạn, để mình đo kích thước. Chiều sâu của cặp vỏ này chiều sâu là 38, chiều sâu 38, chiều ngang. Chiều ngang ở phía trước là 49, chiều ngang ở phía sau là 31 và chiều cao thì 72. Thì cặp vỏ này là vỏ Mỹ, đẹp xuất sắc luôn. Cặp vỏ đẹp xuất sắc luôn, theo dạng hàng bãi. Thì gốc thì được bọc hết trơn nè, không có bể gốc gì đâu quý vị các bạn. Và cái lỗ lô bát này thì bắt bát 40, bắt bát 40. Và quý vị nhìn qua điện thoại, bông tiêu âm còn. Mà bông tiêu âm này thì quý vị và các bạn cũng đã đánh giá được là bông tiêu âm của Mỹ rồi. Bông tiêu âm màu vàng nha. Đó. Rồi để em Việt đo cái lỗ mà cái lỗ lò chép ở trên này lọt lòng bao nhiêu. Lọt lòng ngang là 30,
lọt lòng ngang là 30 và cao là 10, chiều cao lọt lòng là 10, 16. Từ vị trí này đến vị trí này là 16, vị trí này đến vị trí này là 30. Đó, thì về vị các bạn mua cái còi gắn vô. Cặp này thì rất đẹp. Đó. Phía sau là chỗ bắt chạm lo. Thì có quai sách luôn nha quý vị và các bạn. Cái quai, và ở dưới thì nó có cái chỗ để quý vị và các bạn để cái chân lo luôn. Quai, cái quai sách này á, là bằng kim loại, không có gãy. Đó. Không có gãy quý vị và các bạn. Nè, cái này là để quý vị và các bạn đưa chân lo vào đây nè, để mình ấy lên đó. Mình đưa lên đó, những cái chân mà ship bây giờ đó. Rồi. Cặp vỏ này em việc bán cho quý vị và các bạn là 3 triệu đồng nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha quý vị và các bạn. Giá này là không mặc cả cho giá nha. Quý vị đóng một cặp vỏ mới giờ là giá bao nhiêu rồi, nhưng cặp này nó đẹp như gần như mới luôn. Và bông tiêu âm của Mỹ nữa, quán của Mỹ luôn, lưới của Mỹ luôn. Rồi, đây một cái bộ phân tầng. Bộ phân tầng này thì của Sansui 3500. Đây. 4 quay 6 sợi breaker. Tức là 6 lo. Xài cho lo bát 40 trở về. Bộ này thì tủ khác màu, tuy nhiên chỉ số thì giống nhau, tức là nó sản xuất khác năm thôi. Chỉ số giống nhau là được nha quý vị và các bạn, chỉ sợ sai chỉ số thôi. À, chỉ số nó y chang, không có gì khác hết. Nó khác màu tụ thôi. Là mình bao con này là mình chưa có thay đụng chạm gì hết nè, nhìn cái nước cái keo của ốc này, không có vặn được ra đâu nè, nhìn keo tụ nè, không có thay gì hết nha. Đó, thì tụ này cũng là tụ xịn hết, thì nó khác tụ khác màu thôi. Rồi mình bán bộ này vì nó tụ nó khác màu vậy mình bán rẻ ha, bán cho quý vị một bạn 1 triệu thôi, về quý vị một bạn nghiên cứu độ chế ha. Bao là zin hát tốt, không có lọt đâu quý vị các bạn, tụ cùng chỉ số là không lọt nha. Em việc dẹp cái việc quay cái lò bill nữa chia sẻ với quý vị các bạn. Bên trong này thì em việc có cặp bill nữa 901. À, 901 này thì quý vị nhớ lưu ý là nó có hai đời, một đời 901 chân và đời 901A nha. Đây, cặp này là 901A. Đó, góc cạnh phía sau ok. Thùng thì không xịt ba tút tát thì nó cũng chạy đủ vị của bạn. Mấy cặp này trên thị trường thì anh em bán khoảng 28 triệu, thì vị của bạn cứ lên trên Google mình xem rồi mình biết giá thị trường anh em người ta bán. Rồi nhìn từ xa nó như thế này, và cặp này thì nói chất âm á, thì nó thầy của Bioner CS99A bằng FB, hiện giờ anh em bán đâu cũng 40-50 triệu vậy đó. Để mình dở ra cho quý vị và các bạn xem cấu hình là biết nó là thầy của cặp kia. Đó, bát 40. Đồng chục bát 40, còi gan 6 lỗ ở giữa. Một chung còi rất là to luôn. Chung còi này ngang thì nó khoảng 31 còi gan, và cao này thì nó khoảng 14. Quý vị và các bạn thấy cái cấu hình rất là khủng không? Hai siêu chép để tối ưu cái giải mà cao. Đó. Đây là cái chép nè. Chép cầu gan luôn. Bát 40. Bát 40. Hàng zin nguyên bản. Không có quấn con sửa chữa bất cứ thứ gì ha. Hát tốt. Giá cặp này thì trên thị trường 28. Riêng em Việt bán cho quý vị bạn chia sẻ cho quý vị và bạn chơi 21.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Bao zin, bao thợ thầy kiểm tra. Giá 21 là giá tiền tươi. Còn bạn nào muốn đặt cọc, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như mô tả, thanh toán tiền thì cọc cho mình 2 triệu và giá mình bán sẽ là 23 triệu nha quý vị và các bạn. Rồi. Về chép bot thì em Việt có hai cặp hàng đẹp keng. Chép này chép bọc từ.
1.500.000 đồng một cặp, chỉ có hai cặp thôi. Dòng này thì rất là ít gặp. Và quý vị và các bạn biết chép bot thì giữa series 2, series 3 đó, thì nó giống hệt nhau mà, mình thay thế vào được hết nha. Rồi Tannoy Eden, cái cặp Tannoy Eden này thì em Việt có nhiều video quay rồi, mình không có quay gì nữa. Bây giờ em Việt nói sơ thôi. Tannoy Eden thùng 3 lỗ hơi, lưới là 3 tấm. Thùng này thì mỗi thùng nó nặng 51 kg đó. Cặp này nặng hơn trăm chút xíu đó. Thì kích thước nó rất là to, cao thì nó khoảng 1 mét đó, ngang thì nè 1 gang, 2 gang, ngang hơn 3 gang tay đó quý vị của bạn. Thì đây là dòng Eden kiền vuông, mình có video tháo nội thất rồi thì mình không có tháo ra nữa. Cặp này thì vốn của em Việt nhập vô là 43 triệu thì em Việt bán vốn 43 triệu cho quý vị và các bạn đó quý vị chơi. Còn mà bạn nào thích xuống tới nhà chở thì mình bán cho quý vị và các bạn cũng 43, khỏi mất công gối đó. Còn bạn nào mà muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thì mình bán đúng giá thị trường là mình bán 50. Hiện tại thì cặp này anh em người ta bán 50 52 rồi. Rồi, Acofay 3 lá 3X 36 triệu. Rồi, bạn nào cần món nào thì liên lạc với mình qua số điện thoại 0963 721 519. Em Việt xin chào.